Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy, Đức Tổng Giám mục Fuerteventura là Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Jerusalem đã cử hành thánh lễ Vọng Phục Sinh tại đền thờ Chúa Phục Sinh. Vâng, thưa quý vị và anh chị em, thánh lễ Vọng Phục Sinh tại đền thờ Chúa Phục Sinh diễn ra vào sáng thứ bảy tuần thánh, lúc 7 giờ 30 sáng. Sáng thứ bảy chứ không phải là tối thứ bảy, nghĩa là không thống nhất với phần còn lại của giáo hội. Việc cử hành sớm như thế là để chắc chắn rằng giáo hội mẹ tại Jerusalem luôn là người đầu tiên công bố tin mừng Phục Sinh trong bài vinh tụng ca hát mừng chiến thắng Chúa Kitô trên sự chết và tội lỗi. Cùng đồng tế với Ngài có Đức Giám mục William Somali, là Đức Giám mục Kamal Batis, là giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ Latin, và Đức Giám mục Giacinto Paulus Marcuso, giám mục phụ tá của Nazareth và hơn 250 linh mục. Cùng đồng tế trong thánh lễ còn có khâm sứ tòa thánh tại Israel, là Đức cha Giuseppe Lazzarotto và sứ thần tòa thánh tại Jordan, là Đức cha Giorgio Lingua. Đức Thượng phụ đã làm phép lửa và nến phục sinh tại ngôi mộ trống. Sau các bài đọc, chùa nhà thờ đã được kéo rộn rã trong khi cộng đoàn cùng hát kinh vinh danh. Tin mừng phục sinh cũng đã được tuyên đọc trước ngôi mộ trống. Rejoice heavenly powers, sing choirs of angels, exalt all creation around God's throne. Jesus Christ our King is risen. Sound the trumpet of salvation. Rejoice, O earth, in shining splendor, radiant in the brightness of your King. Christ has conquered, glory fills you, darkness vanishes forever. Kết lễ, cộng đoàn đã hát vang bài ca Alleluia và vỗ tay chúc mừng phục sinh cho các vị trong đoàn đồng tế. Thưa quý vị và anh chị em, trong khi đó tại Vatican, lúc 8 giờ 30 tối thứ bảy tuần thánh, Đức Giáo hoàng Francisco đã dẫn đầu một đoàn rước bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Cuộc rước diễn ra trong bóng tối, chỉ được chiếu sáng bởi một cây nến tại bàn thờ. Giảng trong thánh lễ Vọng Phục Sinh, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu với hành trình của những người phụ nữ đến mộ vào lúc bình minh, vào ngày kế tiếp ngày Sa-bát. Họ đi đến ngôi mộ để chăm sóc cho thi hài của Chúa, nhưng họ nhận thấy ngôi mộ đã mở toang ra và trống rỗng. Một thiên thần oai vệ nói với họ: đừng sợ, và truyền cho họ hãy đi và nói với các môn đệ rằng người đã trỗi dậy từ cõi chết, và kìa, người đi Galilê trước các ông. Những người phụ nữ đã vội vã lên đường, và trên đường đi Chúa Giêsu đã gặp họ. Ngài nói: đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đi đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Sau cái chết của thầy, các môn đệ đã tàn mát, đức tin của họ đã bị lung lay hoàn toàn. Tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc, tất cả những xác tín của họ đã sụp đổ và hy vọng của họ đã chết. Nhưng giờ đây, thông điệp của những người phụ nữ tự nó là không thể tin được đến với họ như một tia sáng trong bóng tối. Tin tức loan đi, Chúa Giêsu đã sống lại như Ngài đã phán hứa. Và sau đó có cả lệnh truyền của Ngài hãy đi Galilê. Những người phụ nữ đã nghe lệnh truyền này hai lần. Lần đầu tiên từ thiên thần, và sau đó từ chính Chúa Giêsu báo cho anh em của Thầy để họ đi đến Galilê.
họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Galilee là nơi mà các tông đồ lần đầu tiên gặp Chúa, nơi mà mọi thứ bắt đầu. Trở lại đó, tức là quay trở lại nơi họ đã được kêu gọi ban đầu. Chúa Giêsu đã đi bộ dọc theo bờ hồ, trong khi những ngư phụ này đang thả lưới. Ngài đã kêu gọi họ và họ đã bỏ mọi sự mà theo Người. Trở về Galilee có nghĩa là đọc lại tất cả mọi thứ trên cơ sở của Thánh Giá và vinh quang của Thánh Giá. Đọc lại tất cả mọi thứ, những lời rao giảng của Chúa, các phép lạ của Ngài, cộng đoàn mới, những phấn khích và đào tẩu, ngay cả sự phản bội. Đọc lại tất cả mọi thứ bắt đầu từ cái sâu cùng, dưới ánh sáng của hành động, là tuyệt đỉnh của tình yêu. Đó là một khởi đầu mới. Đối với mỗi người chúng ta cũng có một Galilee, là nguồn gốc cuộc hành trình của chúng ta với Chúa Giêsu. Đi đến Galilee có nghĩa là một cái gì đó rất đẹp. Nó có nghĩa là tái khám phá bí tích rửa tội của chúng ta như một suối nguồn sự sống, là kín múc năng lượng mới từ nguồn mạch đức tin và kinh nghiệm Kitô của chúng ta. Trở về Galilee trên tất cả có nghĩa là trở về với ngọn lửa mà ân sủng của Thiên Chúa đã chạm vào tôi lúc bắt đầu cuộc hành trình với Ngài. Từ ngọn lửa đó, tôi có thể đốt lên ngọn lửa cho ngày hôm nay và cho mỗi ngày, và mang lại sức nóng và ánh sáng cho anh chị em của tôi. Ngọn lửa này lóe lên một niềm vui khiêm nhường, một niềm vui mà u sầu và đau khổ không thể làm mất tinh thần, một niềm vui tốt lành và nhẹ nhàng. Trong đời sống của mỗi Kitô hữu, sau phép rửa tội cũng có một Galilee hiện sinh hơn. Đó là kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã gọi tôi theo Ngài và chia sẻ sứ mệnh của Ngài. Theo nghĩa đó, trở về Galilee là lưu giữ trong trái tim tôi ký ức sống động về lời mời gọi khi Chúa Giêsu đi ngang qua tôi, nhìn tôi chăm chú với lòng thương xót và gọi tôi theo Ngài. Nó có nghĩa là làm sống lại ký ức về thời điểm khi mắt Ngài gặp gỡ mắt tôi, thời điểm khi Ngài làm tôi nhận ra rằng Ngài yêu thương tôi. Hôm nay, tối nay, mỗi người chúng ta có thể hỏi, Galilee của tôi là gì? Galilee của tôi ở đâu? Tôi có nhớ nó không? Hay tôi đã quên nó rồi? Hay tôi đã đi chạy khỏi những con đường cho nên tôi đã quên nó? Lạy Chúa, xin giúp con, cho con biết Galilee của con ở đâu, vì Chúa muốn con ở lại đó gặp Ngài và để cho con được ôm ấp bởi lòng thương xót Chúa. Tin mừng phục sinh rất rõ ràng, chúng ta cần phải trở lại đó để thấy Chúa Giêsu phục sinh và trở thành chứng nhân phục sinh của Người. Điều này không phải là đi ngược thời gian, nó không phải là một loại hoài niệm quá khứ, nó là trở lại với mối tình đầu của chúng ta với Chúa, để nhận được ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã nhen nhóm trong thế giới này và mang ngọn lửa ấy đến cho tất cả mọi người khắp cùng bờ cõi trái đất. Galilee của nhân ngoại, chân trời của Chúa phục sinh, chân trời của giáo hội, mong muốn mãnh liệt của cuộc gặp gỡ. Nào, chúng ta hãy lên đường. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong chương trình phóng sự đặc biệt ngày mai, lễ Chúa phục sinh và nghi thức ban phép lành, EBLV.